Sáng ngày 21 tháng 9, Phi Nhung xuất viện, Việt Hương đón về nhà, bạn thân lên tiếng tiết lộ tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ. Phi Nhung nhập viện Chợ Rẫy điều trị COVID-19 hơn 3 tuần nay, tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ được cập nhật thường xuyên bởi đồng nghiệp, người thân. Trong lúc đó, nhiều cá nhân lợi dụng việc này để tung tin thất thiệt nhằm mục đích câu view. Vừa qua còn xuất hiện thông tin Phi Nhung đã xuất viện, chính Việt Hương là người đón đàn em về nhà. Sau khi tin đồn rộ lên, nhà báo Song Minh, một người em, bạn bè thân thiết với Phi Nhung đã lập tức lên tiếng. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ, mở Facebook lên, Min thấy có hàng loạt tin nhắn hỏi thăm vụ, có phải Phi Nhung đã khỏi bệnh được về nhà. Min vội vàng lên mạng tìm kiếm, phát hiện ra một số kênh YouTube đang thông tin Việt Hương đến tận bệnh viện đón Phi Nhung về nhà sau 3 tuần điều trị. Song Minh khẳng định, thông tin tên hoàn toàn sai sự thật, được chia sẻ với mục đích câu kéo tương tác. Dù bịa đặt, Phi Nhung xuất viện, nhưng chuyện như vậy chỉ khiến người hâm mộ của nữ ca sĩ bị mừng hụt, càng dễ gây hoang mang trong dư luận. Nhà báo này tiết lộ thêm về tình hình hiện tại của Phi Nhung. Việt Hương cho biết, hiện tại, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, do bệnh này hay có những diễn biến thất thường nên xin mọi người đừng thông tin sai lệch để các bác sĩ tập trung chữa trị cho Phi Nhung. Thời gian qua, liên tiếp xuất hiện nhiều clip, bài viết sai sự thật về tình hình sức khỏe của Phi Nhung. Đây là việc làm đáng bị lên án. Cộng đồng mạng cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. Hiện tại, con gái của giọng ca Bông Điên Điển đã ủy quyền cho Việt Hương lo cho mẹ mình tại Việt Nam. Chỉ có tin tức từ nữ danh hài mới có thể tin tưởng.